vì cửa ấy sẵn mở toang từ lâu, đang đợi cho bạn đây bước vào mong. Cảm ơn Chúa vì Chúa chính là con đường, là cái cửa cứu rỗi để mỗi chúng ta được bước vào trong nhà của Chúa và chúng ta sống một đời sống phước hạnh khi được ở cùng Chúa. Xin chúng ta cùng tôn Chúa và thánh ca khi được cửa cứu rỗi.